Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin cách đây vài ngày, cụ thể là vào khoảng 1 giờ sáng ngày 25 tháng 3, một ghe chở lúa tải trọng khoảng 50 tấn tông sập cầu Phong Hòa ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Nguyên nhân ban đầu là do tài công ngủ gục. Và gần một tuần kể từ ngày chiếc cầu này bị tông sập, việc đi lại giao thương và học hành của con em ở hai ấp Tân Lợi và Tân An vô cùng khó khăn. Để hỗ trợ thì một số người dân có lòng hảo tâm đã dùng ghe xuồng của mình tự nguyện đưa đón các em đến trường. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời và hàng trăm hộ dân mong mỏi các ngành liên quan sớm khắc phục sự cố và giúp người dân đi lại bình thường. Hiện tại, tàu thuyền đã được lưu thông trở lại qua khu vực cầu Phong Hòa sau khi phần nhịp giữa cầu bị tông sập đã được trục vớt và các chướng ngại vật trong phạm vi khoan thông thuyền cầu cũng được thu dọn. Tuy nhiên, việc đi lại, trao đổi mua bán và đi học của hàng trăm học sinh ở hai ấp Tân An và Tân Lợi vẫn còn khó khăn. Để hỗ trợ cho học sinh bên bờ ấp Tân An đến trường, một số tiểu thương ở địa phương theo nghề buôn bán trên sông đã dùng phương tiện của mình tự nguyện tổ chức đưa đón các em trong những ngày qua. Cái này là chữa cháy tạm thời thôi. Đúng ra nếu mà như vậy phải có cái chẹt, có phao này kia đầy đủ cho con em mình đi, mình đỡ lo hơn chút. Địa phương cũng có làm tờ trình xin chủ trương tạm bốc phà qua trong thời gian sửa chữa cầu. Do cầu này thuộc sở giao thông vận tải quản lý nên là đề nghị sở sớm là xây dựng cái cầu Phong Hòa Bù Húc lại để cho bà con ta dễ dàng lưu thông, nhất là con em học sinh chúng ta đi lại trong thời gian tới. Theo Ủy ban Nhân dân xã, bến đò tạm sẽ nằm cách cầu Phong Hòa khoảng 40 mét hướng về phía sông Hậu. Theo phương án đưa ra, chủ đò sẽ tự đầu tư cầu bến, cơ sở vật chất và bố trí một phương tiện chuyên chở có sức chứa khoảng 30 người, lượng hàng hóa 2 tấn. Phí qua đò được thu theo niêm yết tại quyết định số 02/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.